Sao cha với mẹ chở anh hai đi khám bệnh lâu như vậy? Không biết anh hai có nghĩ sao không nữa. À, anh hai gì à? Đúng rồi, mẹ ơi, anh hai của tao mẹ. Không sao con, bác sĩ nói là bé chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà bé đang bị mất trí nhớ tạm thời. Gia đình cần thường xuyên trò chuyện, quan tâm, nhắc những ký ức tươi đẹp để bé nhanh chóng hồi phục lại trí nhớ. Dạ, anh hai không sao hả mẹ? Cũng không hẳn là không sao, nhưng mà mình về thì phải cố gắng cho anh hai phục hồi lại nha. Dạ. À, anh hai ngồi thứ hai nè. Nhớ lúc trước anh nhận cá trong lò của anh hai, hai nhớ không? Anh hai rất thích ăn cá nướng luôn anh hai. Bây giờ không ngon hả? Em sẽ đi thăm cái lò lấy cá nướng cho anh hai ăn nha. Anh hai ơi, cái lò của anh hai dính cá bự quá nè. Cá thích chín rồi này, em sẽ lấy cá cho anh hai ăn nha. Cá nè anh hai. À, ngon quá. Bây giờ món mình thích nè. Hãy làm cá của mình nhớ rồi. Vậy thì bắt cá của anh hai đúng không? Yeah, vậy là anh hai nhớ rồi mẹ ơi.